Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn bộ lắp ráp mạch điện của Elenco, có tên là Slap Skirt, mã là SC100. Đây là bộ đồ chơi dành cho lứa tuổi từ 8 đến 108 tuổi. Với hơn 30 linh kiện sẽ giúp các bạn hoàn thành hơn 100 dự án rất là thú vị về mạch điện. Đây cũng là bộ đồ chơi nền tảng để chúng ta nâng cấp lên các bộ đồ chơi phức tạp hơn với 300 hoặc là 500 dự án. Đây là các linh kiện được bán kèm bộ đồ chơi này và các cái dự án. Chúng ta thấy mỗi dự án thì đều được trình bày rất là chi tiết bằng hình ảnh và cái lời hướng dẫn. Đây cũng là bộ đồ chơi dành cho trẻ em được đánh giá rất cao và giành được nhiều giải thưởng của các tổ chức uy tín. Đây chúng ta sẽ khám phá bộ đồ chơi này. Trong gói thì chúng ta thấy có một quyển sách rất là dày. Đây chính là sách hướng dẫn để hoàn thành 101 dự án dựa trên các linh kiện của bộ đồ chơi này. Chúng ta thấy có phần giới thiệu các cái linh kiện có sẵn, cách sử dụng. Các cái lưu ý. Và đây là danh sách 101 cái dự án mạch điện mà chúng ta sẽ hoàn thành dựa trên cái bộ đồ chơi này. Với mỗi dự án thì chúng ta thấy là có trình bày rất là chi tiết bằng hình ảnh và cái hướng dẫn. Ví dụ đây là dự án 1 sẽ giúp chúng ta tắt bật cái đèn điện này. Các bạn nhìn đây bạn sẽ hiểu ngay là nguồn điện được cấp qua cái công tắc S1 và bật tắt cái đèn L1 thông qua cái mạch điện đây. Dự án 2 là tắt mở cái motor DC giúp cái cánh quạt này quay. Và chúng ta có rất nhiều dự án. Ví dụ đây là dự án số 98. Dự án này sẽ tạo một thiết bị dựa vào cảm biến nước. Khi có nước thì nó sẽ kêu. Và như đã nói thì cái bộ SC100 này chính là nền tảng để các bạn nâng cấp lên các bộ đồ chơi phức tạp hơn. Ở đây chúng ta thấy có cái bộ upgrade kit. Với UC30 chúng ta thấy có thêm 29 linh kiện mới và sẽ làm được khoảng 200 dự án mới. Bộ nâng cấp UC40 sẽ có thêm 41 cái linh kiện mới và sẽ làm được 400 dự án mới. Và UC60 gồm 52 linh kiện sẽ giúp bạn hoàn thành 650 cái dự án mới. Và đây chính là bộ đồ chơi của chúng ta. Được đóng gói rất là đẹp. Các linh kiện được ký hiệu và thể hiện màu sắc rất là bắt mắt. Chúng ta có phần để ráp mạch điện. Đây là các cái linh kiện. Hơn 30 linh kiện. Thứ nhất là chúng ta có cái nút. Cái nút này sẽ giúp các bạn nối các cái mạch điện với nhau. Đây là nút đơn. Cái nút kép, nút 2. Được thiết kế dạng khuy, tức là chúng ta có thể tách ra và đấu vào. Đây là nút 3. Nút 4, nút 5 và nút 6. Nút 6 giúp chúng ta nút nối được 6 cái nút mạch. Chúng ta có một chiếc loa nhỏ sẽ giúp bạn tạo những âm thanh đơn giản. Cũng thiết kế dạng nút cài áo. Đây một chiếc đèn 3V 0.2A. Đây một chiếc cảm biến ánh sáng. Đây là diode LED màu đỏ. Có một chiếc điện trở 100 ohm. Nút bấm. Khi bạn bấm cái nút này nó sẽ đóng mạch. Công tắc tắt mở. Tắt mở. Đây là các linh kiện sẽ giúp bạn phát ra âm thanh. Sau có 3 cái linh kiện là U1, U2, U3 với các âm thanh khác nhau và các cái mạch điện cũng khác nhau. Đây một chiếc động cơ DC. Bạn đấu điện đây nó sẽ quay. Đây là bộ phận cung cấp nguồn, chúng ta sử dụng 2 viên pin. Đây là sử dụng 2 pin tiểu và điện thế ra là 3V.
Đây là những cái dây đấu mạch. Nếu các bạn muốn đấu hai cái mạch nào với nhau thì bạn sẽ tách này ra và cắm vào. Một dây dương và một dây âm. Ra một cái cánh quạt để các bạn lắp vào cái động TC này. Giúp nó quay. Và đây là một chiếc loa rất lớn. 8 ohm 0,5W. Với các linh kiện này kết hợp với quyển sách hướng dẫn thì chúng ta có thể làm được 101 dự án khác nhau. Và tiếp theo đây, Gia Dụng Cảm Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách làm từng dự án một. Rất là thú vị. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ đồ chơi Slapskirt Junior SC100 thì các bạn có thể truy cập trang web giadunghiệpviet.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.